Vâng, xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của D-Review, và Galaxy Note 9 đã ra mắt và để lại rất nhiều những lời nhận xét tốt, có chê, có nói chung là những sản phẩm nào mới ra thì cũng có những ý kiến trái chiều và bàn luận về những chiếc flagship mới này. Và đây chính là cơ hội của chúng ta nếu muốn sở hữu những mẫu flagship cũ. Và cụ thể trong video này thì mình muốn giới thiệu với các bạn chiếc Galaxy Note 8 đang được bán tại Di Động Thông Minh, đi kèm với rất nhiều phần quà giá trị, và hãy cùng mình theo dõi video sau đây để xem Note 8 ở thời điểm này có phải là món hời cho anh em không nhé. Cái hơi đầu tiên của em Note 8 này chính là phần thiết kế. Nếu mình đặt cạnh em Note 8 này với cả Note 9 thì vẻ thiết kế của hai siêu phẩm này là hoàn toàn giống nhau. Nói là hoàn toàn giống nhau thì cũng không phải, bởi vì nếu mà tinh ý thì anh em có thể quan sát thấy những cái đường cắt kim cương hay là phần sơn nhám cũng có một chút thay đổi nho nhỏ, nhưng nói chung là cực kỳ giống nhau. Sang đến phần mặt sau ở mặt lưng thì chúng ta vẫn có cụm camera đặt nằm ngang, chỉ khác một chút ở vị trí vân tay trên Note 9 thì sẽ được đặt ở chính giữa, nhưng ở Note 8 thì chúng ta sẽ có cả cụm camera và vân tay nhìn liền mạch như một khối thống nhất. Và nếu chúng ta trang bị thêm một chiếc ốp thì đâu ai có thể nhận ra đâu là Note 8 hay là Note 9 chỉ với một cái nhìn thoáng qua, vì nó giống nhau kinh khủng và mọi người chỉ cần biết là các bạn đang dùng sản phẩm của dòng Galaxy Note mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta chỉ cần phải bỏ ra một số tiền nhỏ bằng 1/2 so với chiếc Note 9 mà vẫn có một thiết kế sang trọng cao cấp bậc nhất của Samsung. Và điểm số 2 đó chính là màn hình của Note 8 khi so với Note 9 thì Note 9 chỉ to hơn 0.1 inch. Màn hình vô cực tỷ lệ 18:9 và tấm nền Super AMOLED vẫn được bê nguyên từ Note 8 lên Note 9. Nên nói chung về phần màn hình thì Samsung không có nhiều cải tiến cho Note 9. Chính vì vậy đây chính là điểm đáng giá trên chiếc Note 8 khi so sánh với flagship mới nhất của Samsung. Thứ ba là ở hệ thống camera. Chúng ta không thể phủ nhận là camera của Note 9 rất tốt, bởi được cải tiến từ camera của S9 Plus lên, có thể thay đổi khẩu độ và thêm một số thuật toán AI giúp máy có thể nhận diện được khung cảnh và tinh chỉnh màu sắc phù hợp nhất. Nhưng tuy nhiên thì camera của Note 8 chính là hệ thống camera được đánh giá cực cao ở thời điểm ra mắt, và cho đến thời điểm bây giờ thì khi tra cứu điểm DxO Max của Note 8 thì vẫn ở trong top những smartphone có camera ấn tượng nhất, ngang với iPhone 8 Plus của Apple. Còn vấn đề về chỉnh màu thì dù là dùng Note 9 hay là Huawei P20 Pro thì mình cam đoan 100% với các bạn rằng vẫn phải dùng phần mềm bên thứ ba như là Snapseed hay là VSCO để chỉnh màu, vì những app mà mình vừa kể tên thì nó quá chuyên nghiệp để chỉnh màu ảnh, nên camera của Note 8 hãy cứ an tâm mà tận hưởng món hời này đi nhá. Điểm thứ tư thì mình không dám nhận đây là món hời, bởi vì viên pin của Note 8 chỉ có dung lượng là 3.300 mAh so với 4.000 mAh của Note 9. Thời lượng sử dụng chắc chắn sẽ khó có thể so sánh với Note 9, nhưng bên cạnh đó thì các tính năng như là Quick Charge 2.0 hay là sạc không dây nên thua thiệt một chút về dung lượng pin. Mình nghĩ cũng không phải là điều quá khó để chấp nhận, bởi vì chúng ta vẫn được hỗ trợ hàng loạt các phụ kiện sạc nhanh đi kèm. Cuối cùng là về hiệu năng thì chiếc Galaxy Note 8 cũng được trang bị chip Exynos 8895 cho bản Hàn Quốc và chúng ta có thể vô tư sử dụng, sẽ tiết kiệm pin và khắc phục điểm yếu cho dung lượng pin mình đã nói ở bên trên. Bonus thêm một lợi thế của bản Hàn với chiếc Note 8 này thì chúng ta có thể chạy được 2 SIM. Tính năng này chắc chắn sẽ hữu ích cho các bạn đang có thói quen sử dụng 2 SIM để có thể cơ động hơn trong việc nghe gọi liên lạc. Còn lại thì chúng ta vẫn có Buds S Pen làm nên tên tuổi cho dòng Note của Samsung. Tóm lại thì trong video này, Note 8 bản Hàn đang được bán tại Di Động Thông Minh có mức giá cực tốt, rẻ hơn một nửa so với chiếc Note 9 mà phần lớn những cái đặc điểm không khác gì so với cả chiếc Note 9 này cả. Mức giá của em Note 8 hiện nay là 12.290.000 cho bản 64GB đi kèm với bộ sạc cáp Samsung chuẩn Quick Charge và tai nghe. Bên cạnh đó thì các bạn cũng được trợ giá các món phụ kiện như là pin dự phòng của Xiaomi hay là loa Squarebox cùng với chế độ trả góp 0% bằng thẻ tín dụng, thuận lợi cho việc thanh toán khi các bạn mua chiếc Note 8 này về làm bộ sưu tập của mình với những sản phẩm Samsung. Theo mình thì đây là thời điểm mà các bạn nên mua Note 8 nếu có nhu cầu sử dụng dòng Note của Samsung, bởi vì những cái lý do mình đã nói ở bên trên. Còn các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy comment ở phần bình luận bên dưới và link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye!